Kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Hồ Duy Hải, những mối tình đan chéo ở bưu điện Cổ Voi. Phân tích vụ án, chúng ta thấy có nhiều người trai trẻ xoay quanh nạn nhân tên là Hồng, là nhân viên ở bưu điện Cổ Voi. Đầu tiên phải kể đến là Nguyễn Mizo và Nguyễn Văn Nghị, và ba anh thợ bạc cũng theo đuổi nhưng chưa được Hồng chấp nhận. Vào đêm xảy ra án mạng xuất hiện thêm người mới là kỹ sư tên là Trung, theo lời khai của Nghị như vậy. Với tiết lộ của hai bút lục số 139 và 141 bị giấu khỏi hồ sơ là lời khai của thiếu tá Đinh Văn Còi và anh Lê Thành Trí, thì người đó là một thanh niên ngồi bên cạnh nạn nhân Hồng trên chiếc ghế salon sau quầy giao dịch, trong khi Vân thì đứng bán các điện thoại. Trong khi các thám tử tình nguyện, các luật sư và nhà báo cùng nhau soi lại những tình tiết bất thường của vụ án Hồ Duy Hải, thì một sự thật động trời gây chấn động đã được phát hiện. Đó là ông Nguyễn Hòa Bình không phải là thẩm phán. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình đã nắm cả 3 chức vụ điều tra truy tố và nay là xét xử trong suốt quá trình 13 năm giải quyết án oan Hồ Duy Hải. Khi vụ án đang được điều tra thì ông là Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra của Bộ Công an Việt Nam. Ông làm ngơ cho việc cấp dưới đem dao thớt ở chợ về làm vật chứng. Khi làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, ông bác bỏ kháng nghị vụ án này. Nay làm chánh án chủ tọa của phiên giám đốc thẩm, ông tiếp tục bỏ qua mọi thứ, căn cứ lủng củng, thiếu thuyết phục để buộc Hồ Duy Hải tội chết. Đây là phát hiện của nhà báo Vũ Hữu Sự trong bài viết có tựa đề là một lời khẳng định về người chánh án tối cao, người chủ tọa và điều khiển phiên tòa giám đốc thẩm trong 17 vị thẩm phán tối cao, cuối cùng lại không hề là thẩm phán. Bài viết của nhà báo Nguyễn Hữu Sự được miêu tả như sau. Thẩm phán là một nghề đặc biệt, đó là những người cầm cán cân công lý, có thẩm quyền xét xử các vụ án và quyết định hình phạt, mà hình phạt cao nhất là tước đoạt mạng sống đối với những người vi phạm pháp luật, bị Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố và bị kết luận là có tội sau khi xét xử. Vì vậy, theo quy định tại khoản 1 điều 67 Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân thì thẩm phán phải là những người trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần dũng cảm và cương quyết bảo vệ công lý, liêm khiết và trung thực. Có rất nhiều tiêu chuẩn mà một cử nhân luật phải đáp ứng để được trở thành thẩm phán. Nhưng điều quan trọng nhất, theo quy định tại khoản 1, điều 65 Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân Tối cao là phải được Chủ tịch nước bổ nhiệm để làm nhiệm vụ xét xử. Không được Chủ tịch nước bổ nhiệm, không thể trở thành thẩm phán và không được phép xét xử các vụ án, bất kể là vụ án thuộc loại nào ở cấp tòa. Theo từ điển Bách Khoa của Việt Nam, thì ông Nguyễn Hòa Bình sinh ngày 24 tháng 5 năm 1958. Ông vào ngành công an từ năm 1980 và khởi nghiệp ở văn phòng công an huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Từ đó, ông lần lượt làm việc ở công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, ở Bộ Công an và trưởng thành thăng tiến dần lên chức thiếu tướng công an. Rồi từ thiếu tướng công an, ông được điều về làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi. Từ chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 26 tháng 7 năm 2011, ông được Quốc hội khóa 13 bầu làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Ngày 13 tháng 4 năm 2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký quyết định bổ nhiệm ông vào chức danh kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Vào ngày 8 tháng 4 năm 2016, ông Nguyễn Hòa Bình được Quốc hội khóa 13 bầu làm chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2011-2016. Vào ngày 27 tháng 7 năm 2016, ông Nguyễn Hòa Bình được Quốc hội khóa 14 tiếp tục bầu làm chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2016-2021. Trước ngày 8 tháng 4 2016, ông Nguyễn Hòa Bình chưa từng công tác một ngày nào trong ngành tòa án. Đây là hình ảnh so sánh lời khai của nhân chứng Đinh Văn Thường và ghi rằng anh không nhận dạng được người thanh niên tại bưu điện Cổ Voi và không được mời tham dự phiên tòa. Trong khi cáo trạng ghi rằng Đinh Vũ Thường phát hiện thấy bị can Hải đang ngồi trong bưu điện Thủ Thừa, tức bưu điện Cổ Voi. Cáo trạng đã tùy tiện bóp méo lời khai của nhân chứng, nhưng ông Nguyễn Hòa Bình vẫn cho rằng bản chất vụ án không thay đổi. Từ điển Bách Khoa Mở là một kênh thông tin có độ tin cậy rất cao. Mọi thông tin về các chính khách đều được cập nhật đầy đủ, tỉ mỉ, chi tiết. Vào năm 2016, Chủ tịch nước là ông Trần Đại Quang. Sau đó là ông Trần Đại Quang mất vào ngày 21 tháng 9 năm 2018. Thì bà Đặng Thị Ngọc Thịnh làm quyền Chủ tịch nước một thời gian ngắn, rồi ông Nguyễn Phú Trọng đảm nhiệm vị trí này. Nhưng mục từ Nguyễn Hòa Bình tìm ở mục đó
với tên Nguyễn Hòa Bình thì không có một dòng nào ghi về việc ông Trần Đại Quang, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh hay ông Nguyễn Phú Trọng ký bổ nhiệm ông Nguyễn Hòa Bình vào chức danh thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Theo quy định tại khoản 3 điều 67 luật tổ chức Tòa án Nhân dân thì ông Nguyễn Hòa Bình không đủ tiêu chuẩn để trở thành thẩm phán vì ông không được đào tạo nghiệp vụ xét xử. Phải chăng chính vì vướng vào khoản 3 điều luật trên mà Chủ tịch nước đã không ký quyết định bổ nhiệm chức danh thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao cho ông? Nếu đúng như vậy thì ông Nguyễn Hòa Bình chưa bao giờ là thẩm phán dù ông là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Nên nhớ, chức danh chánh án và chức danh thẩm phán khác nhau, có nhiệm vụ khác nhau. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và chánh án Tòa án Nhân dân các cấp là người được Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp bầu làm nhiệm vụ quản lý về mặt nhà nước và điều hành hoạt động của các tòa án. Còn thẩm phán là người được Chủ tịch nước bổ nhiệm để làm nhiệm vụ xét xử, là những người xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Không một ai, dù giữ chức vụ gì, ở cương vị nào, được phép can thiệp vào các phiên tòa khi thẩm phán đang xét xử. Và nếu đúng ông Nguyễn Hòa Bình chưa được Chủ tịch nước bổ nhiệm làm thẩm phán, thì dù là một phiên tòa cấp huyện, ông cũng không có thẩm quyền xét xử. Và việc ông làm chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 vừa qua là việc ngồi xổm lên pháp luật, tổ chức của Tòa án Nhân dân. Điều lạ lùng nữa là đến một việc đơn giản như thế mà cả 16 vị trong hội đồng thẩm phán của Tòa án Nhân dân tối cao toàn là tiến sĩ, thạc sĩ cũng không hiểu. Hay là hiểu mà vẫn cúi đầu trước một chủ tọa không có thẩm quyền, không đủ tư cách xét xử. Một phiên tòa mà chủ tọa là người không phải là thẩm phán thì có phải là một phiên tòa hợp pháp hay không cũng là một câu hỏi. Và bản án của nó có phải là một bản án hợp pháp hay không? Tức là đã có câu trả lời rồi. Và quay lại vụ án Bưu điện Cầu Voi với những mối tình đan chéo xung quanh nữ nhân viên xinh đẹp tên là Hồng thì có ít nhất 6 chàng thanh niên khác nhau đã xuất hiện ở Bưu điện Cầu Voi vì lý do tình cảm với nữ nạn nhân và nhân viên này, chưa kể là Hồ Duy Hải. Đây là hình ảnh Hồ Duy Hải với bản kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Long An ghi rằng các dấu vết vân tay thu được tại hiện trường vụ án không phát hiện trùng với điểm chỉ 10 ngón tay in trên chỉ bản của Hồ Duy Hải. Theo một nhân chứng, tối hôm xảy ra vụ án, rồi cũng về Cầu Voi nhưng không vào Bưu điện thăm Hồng vì biết có Nghị ở đó. Nghị khai nhận đúng là vào đêm đó có đến gặp Hồng nhưng do có gặp một nhóm thợ bạc là bạn cũ nên khi những thanh niên kia ra về thì mình cũng về theo. Chứng minh mình vô can, Nghị đưa ra nhân chứng xác định vào thời gian 20:10 tối 13 tháng 1 đã cùng bạn uống nước tại một quán cà phê. Chủ quán xác nhận điều này vì tối đó có một sự việc rất đặc biệt. Lúc uống cà phê thì giữa Nghị và một thanh niên khác đã xảy ra tranh cãi về việc nhìn đều, khiến chủ quán phải đến can ngăn. Vào đêm xảy ra vụ án, người dân địa phương thấy Nghị đi xe máy đến Bưu điện Cầu Voi gặp Hồng và Vân. Có người thấy Nghị mặc quần jean, khoác bên ngoài chiếc áo gió. Tuy nhiên, 20:10 đêm đó, Nghị uống cà phê với bạn tại một quán cà phê khác ở khu vực Cầu Voi và được chủ quán cà phê xác nhận thời gian. Theo báo Người Lao Động, vào ngày 17 tháng 1 năm 2008, Nguyễn Văn Nghị khai khi vào bưu điện đã nhìn thấy Tình Địch, tức là Nghị biết mặt nhưng không rõ tên, đó là kỹ sư Trung, ngồi bên Hồng từ lâu. Sau khi chạm trán Tình Địch, Nghị bỏ ra ngoài và không quay trở lại bưu điện Cầu Voi cho đến sáng hôm sau. Sau khi nghe tin Hồng và Vân bị giết, Nghị đến nhà nạn nhân Hồng ở khu phố Nhơn Cầu, phường Tân Khánh, thị xã Tân An, Long An để phụ giúp gia đình lo hậu sự. Tại đây, Nghị đã bị áp giải về cơ quan điều tra để lấy lời khai. Trần Văn Chiến, sinh năm 1980, là thợ bạc của tiệm vàng Kim Long gần khu vực Bưu điện Cầu Voi, ngụ tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Trần Văn Chiến đang theo đuổi Hồng nhưng chưa được Hồng chấp nhận. Tối hôm xảy ra án mạng, Trần Văn Chiến có mặt tại Bưu điện Cầu Voi và có nói chuyện với Hồng. Ba thanh niên Vĩnh Long là Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1980, Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1981 và Trần Văn Chiến, sinh năm 1980, cùng là thợ bạc đến làm thuê cho tiệm vàng Kim Long, tạm trú tại xã Nhị Thành. Cả ba đều có mối quan hệ quen biết và cả hai nạn nhân đều đang theo đuổi Hồng nhưng chưa ai được cô gái chấp nhận. Tối xảy ra án mạng, cả ba đều đến chơi và trò chuyện với Hồng rồi cùng đi về vào lúc hơn 19 giờ. Để chứng minh ngoại phạm, cả ba cho biết lúc về đến nhà trọ có tổ chức uống rượu với mấy người cùng nhà trọ. Có bà chủ nhà trọ và một số người cùng tham gia sòng nhậu làm chứng. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2008, theo lời khai ban đầu của 4 nghi can, trong đêm xảy ra vụ án còn có một nghi can thứ 5, cao to, có nước da sáng, tóc xoăn, mặc quần trên và áo khoác rộng. Người này cũng là bạn trai của nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng. Nghi can
Nguyễn Văn Nghị khai khi vào bưu điện đã nhìn thấy tình địch, biết mặt nhưng không rõ tên, đã ngồi bên Hồng từ lâu. Nghị còn khai sau khi chạm trán tình địch thì anh ta bỏ ra ngoài và không quay trở lại bưu điện Cầu Voi cho đến sáng hôm sau. Với những đặc điểm mà Nghị đã miêu tả, nghi can Nguyễn Văn Dô đã khai đó là Trung, một kỹ sư xây dựng quê ở tỉnh Bình Dương đang thi công một công trình ở tỉnh Long An. Rồi cũng đã nhiều lần gặp người này và được Hồng giới thiệu là bạn mới. Đây là hình ảnh lối đi lên lầu của bưu điện Cầu Voi được khóa kín vào sáng sớm hôm 14 tháng 1 năm 2008. Và ai đã khóa ổ khóa này, dấu vân tay trên đó của ai, ai đã có mặt trên đó vào khoảng 21 giờ đêm hôm trước là một câu hỏi. Và những điều này đã không được cơ quan điều tra xác định và 17 vị thẩm phán của Tòa án Nhân dân tối cao cũng không muốn quan tâm. Về người thanh niên tên là Trung có khả năng là người đã được Thiếu tá Đinh Văn Còi và bạn là Lê Thanh Trí mô tả trong hai bút lục bị mất là số 139 và 141. Hơn 12 năm trước, Đinh Văn Còi gọi là Thiếu tá Phòng Cảnh sát Cơ động Bảo vệ Hỗ trợ Tư pháp PC22 thuộc Công an tỉnh Long An. Đêm 13 tháng 1 năm 2008, Còi và Trí trước khi đến bưu điện Cầu Voi đã mua các điện thoại và ăn cháo vịt tại Cầu Ván, một địa điểm cách bưu điện khoảng 2,6 km. Theo lời khai của Còi, cả hai đã rời khỏi quán cháo vịt vào lúc 19:30. Cả hai đến bưu cục vào khoảng 19:40 bằng xe máy. Tại bưu cục, cả Trí và Còi đều khai có nhìn thấy một thanh niên ngồi bên cạnh nạn nhân Hồng trên chiếc ghế salon sau quầy giao dịch. Nạn nhân Vân là người bán các điện thoại cho Còi và Trí. Mô tả với cơ quan điều tra, Trí cho biết có nhìn thấy một thanh niên khoảng 30-33 tuổi, tóc gọn, mặt tròn, mặc áo thun màu vàng sậm, ngắn tay. Nhân chứng Còi cũng cho biết nhìn thấy một thanh niên khoảng 28-30 tuổi, người hơi mập, nước da, trắng, mặt tròn, tóc hơi rợn, mặc áo thun cổ vàng, nhạt, ngắn tay. Vậy là từ lời khai của hai nhân chứng này có thể thấy những điểm tương đồng là thanh niên mặt tròn, tóc ngắn, mặc áo thun, ngắn tay, có màu vàng. Thanh niên này xuất hiện ở bưu điện Cầu Voi trong khoảng thời gian được cho là hung thủ, Hồ Duy Hải có mặt để gây án. Có thể nói rằng nạn nhân bị giết cũng liên quan đến những chuyện tình tay ba đan chéo, nên nhân vật Nguyễn Mi Dô cần được phân tích kỹ hơn. Bởi Dô chính là người tình của nạn nhân Hồng và khai rằng đã sống như vợ chồng với Hồng trước khi có sự xuất hiện của Nghị và người thanh niên chưa xác định được tên gọi là kỹ sư Trung. Theo lời khai của Nguyễn Mi Dô cho thấy số vàng mà Mi Dô tặng cho bạn gái nhiều hơn lương của cậu ta làm tích góp được. Đây là hình ảnh bên phải là đường vào nhà Nguyễn Mi Dô và bên trái là lời khai của Dô về mối quan hệ với Hồng, nữ nạn nhân ở bưu điện Cầu Voi. Trong khi mới đây nhất, nhà của Dô đã được xác minh rất nghèo. Thời điểm còn ở đó, Dô lại đang theo học nghề, lên Sài Gòn từ năm 2007, tức là mới vào vài tháng, đâu có nhiều tiền. Cho thấy Dô đã yêu Hồng như thế nào. Biên bản lấy lời khai của Dô ghi nhận rằng Dô đã tặng Hồng 4 chiếc nhẫn và 1 chiếc lắc tay, trong đó có một chiếc nhẫn cưới có in hai chữ Dô và Hồng, có gắn hai hột đá trắng trọng lượng 5 phân vàng 18K. Dô cũng khai gặp Hồng lần cuối là ngày 9 tháng 1 năm 2008, chỉ cách ngày xảy ra án mạng 4 ngày. Hồng và Nguyễn Mi Dô yêu nhau và từng dự định kết hôn nhưng bị cả hai gia đình ngăn cản. Nguyễn Mi Dô sống như vợ chồng với Hồng, của Hồng theo nhẫn cưới của Nguyễn Mi Dô tặng. Nguyễn Mi Dô thời điểm trước khi án mạng xảy ra đã không còn làm việc ở tiệm vàng Kim Long và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Cuối tuần thường về thăm chủ cũ và Hồng. Mỗi lần về thăm Hồng, Mi Dô đều ngủ lại với Hồng ngay tại bưu điện Cầu Voi. Tại biên bản ghi lời khai vào ngày 21 tháng 6 năm 2008, số BE209-210, Mi Dô khai: sau khi lên thành phố Hồ Chí Minh thì tôi thường xuyên về bưu điện sống chung như vợ chồng với Hồng. Trung bình cứ một tuần lễ thì một ngày. Thời gian gần nhất trước khi Hồng Vân bị giết, tôi về bưu điện vào ngày thứ Tư mùng 9 tháng 1 đến sáng ngày thứ Năm mùng 10 tháng 1, tôi mới đi thành phố Hồ Chí Minh làm tiếp. Ngoài ra, theo một nhân chứng là Lê Thị Thu Hiếu khai với công an buổi chiều hôm xảy ra án mạng, chị nghe nạn nhân nói tối đó Mi Dô sẽ về bưu điện Cầu Voi. Theo một nạn nhân, nhân chứng, tối hôm xảy ra vụ án, Dô cũng về Cầu Voi nhưng không vào bưu điện thăm Hồng vì biết có Nghị ở đó trước khi đi về. Chị Thu Hiếu đã rửa sạch sẽ mọi thứ vì sợ Mi còn ở đó chứng tỏ là họ đã ăn tối. Khi ấy, Vân đi mua thêm trái cây về ăn. Giả thiết rằng khi Vân về, thấy đang cãi nhau nên bọc trái cây vẫn còn chưa kịp ăn rồi mọi chuyện đã xảy ra. Mới đây vào ngày 20 tháng 5, các phóng viên lại tìm đến nơi cư trú của Nguyễn Mi Dô để tìm hiểu.
Công an xã Hiệu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long xác nhận tại ấp Vĩnh Tiến có người tên là Nguyễn Mizo. Ngày 20 tháng 5, phóng viên tìm đến ấp Vĩnh Tiến, xã Hiệu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long để tìm nhân vật Nguyễn Mizo. Đây là một trong hai nhân vật được nhắc đến trong vụ án bưu điện Cầu Voi xảy ra 12 năm trước. Và liên hệ công an xã Hiệu Thành, nơi đây đã xác nhận ấp Vĩnh Tiến có người tên là Nguyễn Mizo, sinh năm 1984, đang sinh sống. Công an xã Hiệu Thành cho biết anh Dô có thời gian rời khỏi địa phương. 4 năm trước thì trở về ấp Vĩnh Tiến sinh sống bằng nghề làm thuê. Đây là hình ảnh bưu điện Cầu Voi. Sáng hôm sau khi án mạng mới xảy ra, người dân tập trung vì hiếu kỳ. Anh Dô sống cùng với cha mẹ và con trai đã ly hôn. Công việc chính của anh đã đi làm thuê nên cũng rất ít khi ở nhà. Trước đây, gia đình anh Dô thuộc hộ nghèo. Ủy ban nhân dân xã Hiệu Thành định hỗ trợ xây nhà tình thương. Nhưng được công đoàn của công ty đưa anh Dô đi làm đã hỗ trợ rồi nên chúng tôi mới dừng lại. Vào tháng 3 năm 2020, ấp Vĩnh Tiến đã được sát nhập và hiện là ấp Vĩnh Hiệu. Ông Nguyễn Minh Khánh, Phó trưởng Công an xã Hiệu Thành cho biết như vậy. Theo hướng dẫn, chúng tôi tìm đến nhà của anh Nguyễn Mizo. Khi chúng tôi đến, mẹ anh Dô cho biết anh không có ở nhà. Bà nói, con tôi đi làm thuê cho người ta vài hôm mới trở về. Tôi không biết chuyện gì của con tôi cũng không có liên quan tới việc gì hết. Chuyện qua lâu lắm rồi, còn muốn hỏi gì và liên hệ với công an Long An đi, tôi không biết gì cả, người phụ nữ này đã nói. Điều đáng chú ý, trong lúc trao đổi, mẹ anh Dô cho biết anh này vốn họ Thạch, chứ không phải là họ Nguyễn. Khi phóng viên đặt câu hỏi về vấn đề họ của anh Dô thì người phụ nữ từ chối trả lời. Và bà nói tiếp, tôi có nghe là nhiều người tìm đến gia đình tôi hỏi công an rồi, họ nói là con trai tôi không liên quan. Cần gì thì đi hỏi cơ quan điều tra, đừng làm phiền gia đình tôi nữa, mẹ anh Dô nhấn mạnh. Trước nghi vấn về họ của anh Mizo, phóng viên báo giao thông một lần nữa liên hệ với công an xã Hiệu Thành. Nơi đây vẫn khẳng định anh Mizo họ Nguyễn. Và công an xã cho biết chúng tôi đã kiểm tra Mizo họ Nguyễn, dân tộc Kinh. Trong gia đình không có ai họ Thạch cả. Trung tá Hồ Tấn Vân, trưởng công an xã Hiệu Thành đã nói như vậy. Theo tìm hiểu của phóng viên báo giao thông, gia đình anh Dô có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu sinh sống bằng nghề đi vác rơm và cắt cam. Anh Dô còn là một người em trai hiện đang đi làm ở xa nhà. Khoảng 12 năm trước, anh Dô đến Long An làm thuê cho một tiệm vàng. Một thời gian sau thì lên thành phố Hồ Chí Minh và làm cho một công ty. Hồi đó tôi có nghe nói anh Dô có quen với một người làm trong bưu điện ở Long An, rồi có tin là người này đã bị sát hại. Tuy nhiên, không lâu sau đó lại có tin bắt được hung thủ và thủ phạm rồi, nên mọi người cũng không để ý đến nữa. Nhưng ở đây chủ yếu là dân lao động, không có nhiều thông tin nên cũng rất ít người biết về việc này. Một người dân ở trong ấp đã cho biết như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 24 tháng 5 năm 2020 với bản tin Vụ Hồ Duy Hải, những mối tình đan chéo ở bưu điện Cầu Voi. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de